Lời đầu em xin gửi tới lời chào trân trọng đến toàn thể anh em chơi Âu Lâu Châu Miền Tổ Quốc. Qua đây xin lời cảm ơn chân thành đến tất cả các bác đã tin tưởng một sản phẩm bên em trong suốt thời vừa qua, cũng như các bác thường xuyên theo dõi, ủng hộ, đăng ký và like share kênh YouTube ngày càng phát triển. Em cảm ơn những lời động viên chân thành cũng lời động viên của các bác ở kênh YouTube để kênh hoàn thiện. Thì hôm nay là ngày 27 tháng 1, em xin hân hạnh giới thiệu tiếp các bác một chiếc âm đi đến từ Đan Mạch với cái model của nó là Biomaster 2400. Đây là một dòng âm đi rất là hiếm có ở trên thị trường ạ. Và hôm nay thì em ấy làm được cái video và chi tiết về cái sản phẩm này để cho các bác được tham khảo và chiêm ngưỡng. Đấy. Chiếc âm đi này sở hữu size ngang của nó là 61,5 cm và chiều cao của nó 7 cm và chiều sâu của nó là 20 hai mấy đây, em sẽ là 20 24 rồi, 24 cm. Đấy. Chiếc âm đi này dùng 4 con sò than. Đấy. Công suất của nó ra là 185W. Trở kháng của nó là 4 đến 16 ohm và rất dễ là ghép loa. Đấy. Hầu như là nó không ngắn loa nào cả, đặc biệt các bác mà chơi những dòng loa châu Âu thì là tuyệt vời. Và hôm nay thì em cũng ghép đôi loa này với đôi loa clip KG2 để test cho bác được thưởng thức. Về phần ngoại hình thì em này đây là cái viền nhôm các nhá, viền nhôm và đây là cái viền này là viền nhựa được bọc một cái nhựa cái xi giả gỗ đấy, xi gỗ rất là đẹp, hai viền luôn. Đấy, một chút em quay chi tiết cho xem. Đấy. Và phím bấm volume này thì bấm cảm ứng này, báo đèn đây các bạn này. Đấy, báo đèn. Đấy. Đấy, tăng giảm báo đèn. Cái nút chỉnh bát check ba lăng này thì cũng hiện đèn báo luôn, đèn báo màu đỏ nó chạy trên này. Đấy. Và đây ạ. Đây, đây là cái lắp để lắp lại đến miếng nhôm nhá. Đấy, nhôm xước rất là đẹp. Đấy, chỉnh bát chép nó sẽ chạy này. Đấy. 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 Đấy, báo đèn chạy hết. Và đây là chọn các cổng vào ở follow này, tách này. Tách này. Đấy. FM này. 1, 2 này, các kênh này, đấy, đến 5. Đấy, đây phần này là phần của radio. Đấy. Đây là nút nguồn tắt đấy ạ. Đấy. Bật lên. Đấy. Đấy. Và đây là cái nút nguồn tổng đấy ạ. Đấy. Nguồn tổng đấy ạ. Đấy. Đây. Em quay cho bác xem luôn ạ. Đó, thế bạn bát chép này, chỉnh này nó có chạy luôn này. Đấy. 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 Đây chỉnh tần số là âm ra này, thấp này, đẩy trầm này, mid này và đẩy cao này. Thì em để cái phần giải mid này, em thích nghe giải trung âm nhiều hơn. Đấy, và đây lau lướt này có đầy đủ luôn này. Đấy. Đấy. Đây là cái chỉnh radio đó nhá, radio đây là chỉnh của cái phần này. Đấy. Cái này là nguồn của nó là nguồn xuyến, dòng điện của nó sử dụng dòng điện 117V cho đến 240V các bác nhé. Đấy. Đây ạ, cái viền của nó là cái viền viền nhựa được bọc gỗ thôi nhá. Bọc gỗ rất là đẹp. Này. Đấy. Đấy. Thì đây có đường rắc ra đó nhá. Đấy, tín hiệu rắc thì em cái này bác là mua thì em tặng luôn. Đấy. Đấy. Bởi vì là cái rắc châu Âu này nó khác với cái rắc bình thường, cầu loa nó bình thường. Đấy. Cầu loa AB và đường ra là đường tích đấy. Đấy. Để thanh tản nhiệt đây nằm đây, đây một chuyến tròn đấy, một chuyến lớn dạng giống như kiểu của đá lốc đấy. Đấy, thanh tản nhiệt đấy. Nó dùng 4 con sò than, 1 con, 2 con, 3 con, 4 con. Đấy. Máy móc thì là zin tuyệt đối các bác nhá. Đấy, zin tuyệt đối, rất là đẹp. Đấy. Đèn báo đây. Đấy. Đấy. Chất âm của nó rất là hay. Rồi, và sau đây thì em cũng xin test nha, có chữ âm đi này để cho các bác được thưởng thức ạ.
bát này. Trên cành xoan già, mùa xuân không hẹn đến như tình chúng mình. Cái này tường đã chết trong em, không còn gì đâu anh, không còn gì đâu anh. Cần loa này. Nhưng tình lỡ rồi, tình xưa đã về trái, về phải này. Trên cội mái già, ngày xưa đã hết, không hẹn cũng hẹn, gì vẫn đó đau thương. Lâu đấy. Kỷ niệm nào cho anh, kỷ niệm nào cho em. Rồi, em xin phép được dừng video test tại đây. Chất âm của nó rất là hay, ngọt ngào và chi tiết. Các bác ghép được tốt những dòng loa bass 40 trở lại nhé. Từng nghĩ em nó như thế là không đánh mình nhá. Và anh rất là tốt luôn, chất âm nó rất là hay. Đấy. Giá của em nó chỉ có 9 triệu đồng thôi các bác ạ. Đấy, 9 triệu đồng em bao free ship cho các bác. Đấy, bác nào mà thích mua sản phẩm chất âm hay, đúng là giá thành vừa phải, cộng với nó là sản phẩm đáng để sưu tầm, cũng rất là độc đấy các bác ạ. Đấy. Em ở thành phố Thủ Đức, thuộc Hồ Chí Minh, số điện thoại của em là 0907223269. Bác nào có nhu cầu thì anh liên hệ ngay cho em. Em cảm ơn các bác đã theo dõi video của em. Em xin chào và hẹn các bác ở video sau ạ.